những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới. Dòng chảy tin tức sẽ được TTV11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ, 9 giờ, 15 giờ, 17 giờ và 21 giờ. Bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ. Phương Uyên và Cẩm Tú mến chào quý thính giả đang đến với bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, đang được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự trong tỉnh trong nước và quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10, đoàn lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu do ông Lê Hữu Phúc, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu làm trưởng đoàn, cùng đại diện một số cơ quan ban ngành huyện và lãnh đạo xã Tân Đông đến chúc mừng lễ Sen Đoan Ta với bà con dân tộc Khmer, ba ấp Cà Ốp, Tầm Phô và Suối Dầm, xã Tân Đông, Tại đây, ông Lê Hữu Phúc thay mặt đoàn đã phát biểu với bà con dân tộc, bày tỏ sự phấn khởi được về chung vui với bà con dân tộc Khmer nhân dịp lễ ta đồng thời ghi nhận sự đóng góp của bà con đồng bào dân tộc Khmer ở các ấp trên địa bàn xã Tân Đông nói riêng và toàn huyện nói chung với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong những năm qua đồng thời mong muốn rằng trong thời gian tới, bà con dân tộc cơ me trong xã hãy cùng nhau phấn đấu, đoàn kết, tương trợ để góp phần phát triển kinh tế và vận động nhau chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nhân dịp lễ hội của đồng bào Khmer, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Châu đã ân cần chúc các vị sư sãi, già làng, người có uy tín và toàn thể đồng bào dân tộc Khmer có một lễ hội thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Dịp này, lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể huyện xã đã tặng nhiều phần quà cho bà con dân tộc Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh và chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, phụ huynh học sinh, người giám hộ, người giao phương tiện cho học sinh khi chưa đủ điều kiện theo đánh giá của ngành chức năng thời gian qua tình hình học sinh vi phạm luật an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến các em học sinh để đảm bảo an toàn giao thông cho các em học sinh hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh phối hợp với chính quyền nhà trường các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật về giao thông đường bộ các kỹ năng an toàn giao thông cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Bên cạnh đó, trong thời gian tới, ngoài việc tuần tra kiểm tra, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng duy trì, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng các trường học, nhất là thời gian đầu và cuối giờ học, nhằm tuyên truyền, giáo dục, xử lý các trường hợp học, học sinh, phụ huynh học sinh dừng đổ xe sai quy định, gây ủng tắc giao thông, tìm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khu quản lý đường bộ 1 phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan đơn vị có liên quan của địa phương tập trung khắc phục sự cố sạt lở ách tắc giao thông tại km 240-300 và km 240-600 quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang để giao thông, để thông đường trong thời gian sớm nhất. Theo đó, triển khai sử dụng flycam, bay quét các điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở, kịp thời phát hiện các vết nứt để cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cấm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngập tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở rà soát để cảnh báo sớm các đoạn tuyến giao thông có nguy cơ sạt lở, có phương án phân luồng để đảm bảo lưu thông hàng hóa đi lại an toàn. Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đáng Ất Tỵ 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ vé máy bay, tàu hỏa cho công nhân về quê ăn Tết. Cùng với đó, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động còn khó khăn, thu nhập thấp, với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng một người đến 1 triệu đồng một người, chi từ nguồn tài chính công đoàn. Tổng Liên đoàn Lao động chỉ đạo một số liên đoàn lao động tỉnh, thành phố tổ chức chương trình chuyến tàu công đoàn xuân 2025, hỗ trợ khoảng 2.000 vé tàu 2 chiều. Chương trình chuyến tàu công đoàn xuân 2025 hỗ trợ khoảng 400 vé máy bay một chiều cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các địa phương khu vực phía Nam về quê đón Tết tại các địa phương khu vực phía Bắc. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố số liệu mới nhất liên quan đến tiền gửi của người dân và các tổ chức kinh tế vào hệ thống tổ chức tín dụng. Theo đó, tính đến cuối tháng 7, lượng tiền gửi từ người dân vào hệ thống ngân hàng tăng 305.672 tỷ đồng tương ứng với 4,68% so với thời điểm cuối năm ngoái. So với cùng kỳ năm trước, lượng tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng thêm 448.820 tỷ đồng. Theo ghi nhận, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng liên tiếp thời gian qua, kể cả giai đoạn lãi suất huy động giảm sâu. Thưa quý vị, sau gần 9 năm thi hành luật việc làm, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế. Theo đó, chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp hỗ trợ, phòng ngừa thất nghiệp. Trong tháng 10, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến để tháo gỡ những điểm nghẽn trong luật việc làm. Hai năm trước, chị Nguyễn Thị Hải An, ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đã ký tham gia khóa học nấu ăn dành cho lao động nhận trợ cấp thất nghiệp. Kết thúc khóa học cũng là lúc chị áp dụng kinh doanh đồ ăn qua mạng từ những kiến thức đã học. Thậm chí mức thu nhập hiện tại được cho là có phần nhỉnh hơn công việc kế toán chị từng gắn bó 20 năm. Chị An cho biết. Ta có rất là nhiều ngành nghề trong cái hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp đấy. Thì tôi thấy cái nghề nấu ăn như tôi lựa chọn ấy, thì tôi thấy cũng, cũng rất là cơ hội cho các bạn nếu các bạn muốn chuyển việc. Như bản thân tôi thì tôi chuyển sang cái việc này tôi thấy khá là tốt. Bán hàng online như tôi thì tôi thấy có thu nhập ổn định. Theo các chuyên gia, công nghệ số đã mở ra cơ hội cho nhiều ngành nghề mới, trước đó chưa từng quy định tại luật việc làm. Tuy nhiên, phần lớn nhóm lao động tự do, khu vực phi chính thức lại không tham gia bất cứ loại hình bảo hiểm nào. Tỷ lệ qua đào tạo kỹ năng nghề của nhóm này cũng rất thấp. Bà Nguyễn Thu Giang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng, nói nó không được đảm bảo những cái câu chuyện quyền lợi về mặt an sinh bởi vì khi họ làm phi chính thức như vậy họ không có hợp đồng lao động họ không có được được xác minh các quan hệ lao động cho nên họ cũng không tham gia được hệ thống bảo hiểm thế thì với những cái rủi ro như vậy ở trong cái nhóm lao động phi chính thức này thì nó sẽ dẫn tới cái câu chuyện là gì thứ nhất đó là ở một góc độ đó người lao động sẽ càng bị cùn dần các kỹ năng lao động đi Luật việc làm sửa đổi tới đây sẽ đề xuất mở rộng người tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho lao động có hợp đồng từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Đây cũng là nhóm có nguy cơ mất việc làm cao và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời luật cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ học nghề, kéo dài thời gian học và hỗ trợ thêm các chi phí đi lại, sinh hoạt phí cho học viên. Bà Vũ Thanh Liễu, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết: à, Nên có những cái chính sách khuyến khích để làm sao mà có thu hút được nhiều người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tham gia hơn. Ví dụ như là tăng mức phí hỗ trợ học nghề lên để cho nó phù hợp với cái nhu cầu thực tế của thị trường đào tạo nghề. Thứ hai là có thể là để hấp dẫn thu hút nhiều cái cơ sở đào tạo nghề tham gia đào tạo cho lao động người thất nghiệp hơn. Thứ hai là có thể hỗ trợ thêm người lao động tiền ăn trưa, tiền đi lại. Có thể thấy, ngoài khoản trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ người lao động trong thời gian tìm việc, thì việc đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo chính là cần câu giúp họ có thêm kỹ năng mới để tìm kiếm một công việc tốt hơn. Thưa quý vị, vụ tấn công tên lửa của Iran diễn ra trong bối cảnh Israel vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào phong trào Hezbollah tại Liban. Quân đội Israel ngày 2 tháng 10 cho biết đã thực hiện hai vụ tấn công vào khu vực miền nam của thủ đô Beirut. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 55 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cùng ngày, Hezbollah xác nhận đã bắn loạt tên lửa Fadi 4 về phía một căn cứ quân sự và trụ sở cơ quan tình báo Israel nằm ở ngoại ô Tel Aviv. Liên Hợp Quốc cùng ngày đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Liban. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Liban Najib Magiti, trong đó khẳng định rằng các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Liban đã được huy động để hỗ trợ quốc gia này. Căng thẳng cũng khiến nhiều quốc gia lên kế hoạch sơ tán công dân khỏi Liban, trong đó có Hàn Quốc, Indonesia và Tây Ban Nha. Mỹ cũng đã tìm cách tăng chuyến bay để đưa công dân này rời quốc gia Trung Đông. Trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, một số hãng hàng không hoạt động ở vùng Vịnh đã điều chỉnh các đường bay để đảm bảo an toàn cho hành khách tại sân bay quốc tế Brafis Hariri ở thành phố Beirut rất đông hành khách đã đổ về đây với mong muốn rời khỏi Liban căng thẳng lo lắng là tâm trạng chung của phần lớn hành khách đang có mặt tại sân bay quốc tế Brafis Hariri nhiều người đã phải vật lộn để có được tấm vé rời khỏi Liban trong bối cảnh hầu hết các hãng hàng không đã đình chỉ các chuyến bay đi đến hoặc tránh đi qua không phận khu vực hiện Liban Miss S đã là những hãng hàng không duy nhất đang tiếp tục phục vụ các chuyến bay tại sân bay này. Để hỗ trợ tạo thêm việc làm cho người dân, Trung Quốc sẽ thực thi chiến lược chính sách ưu tiên việc làm, trong đó tập trung vào nhiều khía cạnh lớn để nâng cao hiệu quả chất lượng việc làm. Đầu tiên là tăng cường định hướng ưu tiên việc làm và thúc đẩy phối hợp giữa chính sách việc làm với chính sách tài chính tiền tệ để tạo động lực cho phát triển việc làm nhất là trong các ngành công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp có khả năng tạo việc làm cao. Tiếp theo là tập trung giảm thiểu mâu thuẫn cơ cấu việc làm, thiết lập cơ chế dự báo nhu cầu nhân lực và kịp thời công bố danh mục các ngành nghề cần thiết. Trung Quốc sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hỗ trợ chính sách cho các nhóm chủ chốt, ưu tiên việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp và cải thiện các chính sách thuế tài chính. Đồng thời Trung Quốc cũng sẽ hoàn thiện hệ thống dịch vụ công về việc làm, cải thiện cơ chế bảo đảm cho doanh nghiệp, tạo môi trường việc làm công bằng và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Thưa quý vị, hiện tượng mạng mới nổi tại Thái Lan, cô Hà Mã Lùng, mũ đen, à, có đôi má hồng dễ thương ở sở thú phía nam của thủ đô Bangkok, đang thu hút hàng triệu người hâm mộ, đồng thời còn tạo nên một cơn sốt kinh doanh khiến cho nhiều người phải bất ngờ. Tiệm bánh Vesmon cà phê ở Bangkok gần đây bắt đầu bày bán những mẫu bánh hà mã lấy cảm hứng từ mũ đen, thu hút một lượng lớn khách hàng. Thị trường đồ chơi hộp mù của Thái Lan cũng hưởng lợi từ cơn sốt mũ đen. Muzum, phiên bản đồ chơi nghệ thuật hình hà mã của nghệ sĩ địa phương Kurachai Mastaki kể từ khi cho ra mắt trên mạng xã hội đã nhận được hơn 1.000 đơn đặt hàng, mang lại doanh thu khoảng 150.000 bạc tương đương với 4.600 đô la Mỹ chỉ trong một tuần. Không chỉ bánh ngọt và đồ chơi, sức hấp dẫn của mũ đen cũng truyền cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp từ mỹ phẩm đến thời trang và thậm chí là thu hút sự chú ý của các tập đoàn toàn cầu cả Thái Lan và nước ngoài. Phân tích vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình do biên tập viên Mỹ Tuyền, phát thanh viên Phương Uy và Cẩm Tú, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.